Theo bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương, từ đầu tháng 4 trở lại đây, số bệnh nhi nhập viện vì viêm não tăng đột biến. Trong mùa hè, ngoài sự lây lan của các dịch bệnh nguy hiểm như tay chân miệng, sốt xuất huyết, thì viêm não, viêm mảng não cũng là căn bệnh có nguy cơ bùng phát mạnh, đặc biệt nguy hiểm là viêm não Nhật Bản. Tại khoa nhi của bệnh viện bệnh nhân đới trung ương có nhiều trẻ bị viêm màng não, viêm não, trong số đó có hai trẻ chuyển từ yên bái xuống trong tình trạng nguy kịch, còn lại các trẻ khác đều vào viện với triệu chứng sốt cao, đau đầu. Một trường hợp cụ thể bé GAT 4 tuổi trú tại huyện Nghĩa Lộ Yên Bái bị sốt đau đầu bên trái, mẹ bệnh nhi không biết đã cho con uống thuốc gì, đến tối trẻ co giật và ngất lịm. Người nhà không đưa bé đi cấp cứu ngay mà ở nhà lay gọi trẻ. Sáng hôm sau, trẻ mới được đưa lên bệnh viện đa khoa nghĩa lộ nhưng không cải thiện. Sau đó, trẻ được chuyển tới bệnh viện bệnh nhiệt đối trung ương. Trường hợp thứ hai là bé LGA, 9 tuổi tại một căng trải yên bái, vào viện cấp cứu trong tình trạng co giật. Sau khi ăn sáng, trẻ còn đi chơi bình thường nhưng đột nhiên ngã, trẻ được đưa vào viện gần nhà cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ không xác định được bệnh gì, trẻ tiếp tục được chuyển tới bệnh viện bệnh nhiệt đối trung ương. Khai các tiền sử cho thấy từ khi sinh ra trẻ chưa được tiêm bất cứ loại vaccine nào. Tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương, các bác sĩ chẩn đoán xác định trẻ mắc viêm não. Tiến sĩ bác sĩ Đặng Thị Thúy, trưởng khoa Nhi bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, viêm não là tình trạng viêm của nhu mô não, biểu hiện bằng sự rối loạn chức năng thần kinh, tâm thần khu trú hoặc lan tỏa. Nguyên nhân thường gặp do virus như herpes, arbovirus, lây chuyển do mũi, bét hoặc các loại côn trùng khác. Bệnh dại gây nên do vết cắn của một số động vật nhiễm bệnh như chó, mèo. Trong một số trường hợp hiếm gặp, viêm não thứ phát có thể xuất hiện sau khi trẻ mắc một số bệnh nhiễm trùng thường gặp như sởi, rubella, thủy đậu. Đáng lo ngại hơn khi viêm não virus tiến triển từ giai đoạn khởi phát đến toàn phát, Tuy nhiên, các dấu hiệu ở giai đoạn khởi phát lại rất mơ hồ nên người bệnh thường dễ bỏ qua. Đến giai đoạn toàn phát với các triệu chứng rõ rệt, bệnh đã ở mức độ nặng. Tiến sĩ bác sĩ Đặng Thị Thúy nhấn mạnh, di chứng của viêm não rất nặng nề với những tổn thương trầm trọng ảnh hưởng đến tâm thần và vận động, để lại nhiều di chứng cho trẻ. Do vậy, khi trẻ có các triệu chứng như sốt cao, buồn nôn, nôn hay đau đầu, cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời tránh các biến chứng nặng hơn. <laughs>